là nhiệm vụ mà Tư Đồ bắt giao cho tôi. Anh ta kêu tôi tìm đối tượng kết hôn cho Cố Linh Sang. Em chịu giúp chị hoàn thành nhiệm vụ của chị sẽ giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi. Là họ nói cho anh biết tôi bị thua vụ kiện. Nếu anh tính tới đây để an ủi thì anh tìm sai đối tượng rồi. Tôi cảm thấy nhiều khi con người không nên chỉ lo làm việc. Nếu cô muốn nghỉ ngơi một chút thì tới thăm tôi. Tại sao người phụ nữ biến thái này lại ở đây kia chứ? Hai người đã đi tới giai đoạn nào rồi? Không có xảy ra chuyện gì hết. Bây giờ anh không chịu gặp tôi. Giống giả thủy thủ mặt trăng đi. Tôi làm rồi, không có tác dụng. Tôi biết em trai còn một thần tượng khác. Vậy sao? Là anh thật sao? Nhất, đừng có nói lớn tiếng. Tôi đang bí mật rèn luyện thêm đó. Nè, anh đã mạnh nhất rồi, còn phải rèn luyện thêm nữa hay sao? Anh quá ngây thơ. Sự mạnh mẽ thật sự của nhân loại chỉ là thay đổi bản thân. Chỉ cần không ngừng mạnh hơn mới có thể mãi mãi bảo vệ trái đất, bảo vệ nơi ở của chúng ta. Thần tượng, tôi cũng muốn cùng anh bảo vệ trái đất. Tôi phải làm sao mới giúp được anh đây? Trước khi anh chưa đạt tới sự mạnh mẽ thật sự, chứng tỏ là anh vẫn chưa thật sự cố gắng. Ê, nhưng mà có một chuyện anh thật sự có thể giúp được cho tôi. Gì chị? Bây giờ tôi có hơi đói bụng đó. Không biết là anh có ngại tham gia vào liên minh anh hùng của chúng tôi, mời tôi ăn bữa cơm có được hay không? Nè, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Tôi biết anh thích cái gì nhất mà. Đồng đội của hai người tới rồi kìa. Ồ, chúng ta còn có đồng đội hay sao? Liên minh anh hùng đương nhiên là có đồng đội rồi. Chào. Ồ, hai người thông đồng với nhau. Nè, tôi cùng với anh chạy đứt cả hơi, cộng thêm một hình dạng như vậy. Nể mặt chút đi, đừng nói đi là đi nha. Một phút. Đây. Cậu 15, tôi không phải cố tình lừa cậu đâu. Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng mà làm nghề sáng tác này có ai mà không ích kỷ chứ. Anh cũng vẽ truyện tranh mà. Anh cũng biết con đường sáng tác này rất là cô đơn, rất là gian khổ. Anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi thực sự rất có thành ý hợp tác với anh. Vậy hợp tác như thế nào đây? Ấy, tôi tiếp tục làm thủy thủ mặt trăng, còn anh thì tiếp tục làm người mẫu khỏa thân cho tôi. Chúng ta đôi bên đều có lợi hết. Cậu 15, làm anh hùng mà không có bạn bè thì sẽ cô đơn lắm. Hãy tham gia vào liên minh anh hùng của chúng tôi. Hai người uống hết đi rồi hãy nói tiếp. Được. Được, nhưng mà tôi có tới 3 điều kiện. Được, đừng nói 3 cái, 30 cái cũng được. Thứ nhất, con phải tiếp tục làm thủy thủ mặt trăng. Được. Thứ hai, anh phải tiếp tục làm thần tượng của tôi bất kỳ lúc nào. Cái gì? Bất cứ lúc nào? Nè. Nè, có phải không muốn ở nhà của tôi nữa không? Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Thứ ba, làm ơn chỉ là nhiệt độ máy lạnh ở nhà của cô đi. Là nhiệt độ phòng 25.5 độ. Đừng để cho tôi bị lạnh. Không thành vấn đề, vậy là đồng ý rồi. Ừ. Yes. Yeah. Cạn nào. Cạn lên.
Đồ chơi hồi xưa chưa chắc đã chơi bền đâu, bị hư rồi. Cảm ơn. Cô tới thật hả? Cô cảm thấy sao? Cô phải rất có năng lượng không? Không tệ, từ một cậu bé mập trở thành một kiếm hiệp. Thật sao? Nè, ai vậy? Xinh đẹp lắm nha. Có khi nào là chị của anh hay không vậy? Anh là con một mà. Chắc phải đó. Anh chắc đấy chứ. Chắc chắn. Anh chưa xem tin nhắn của tôi đúng không? Con người máy hư rồi. Không phải chứ. Anh xem đi. Thực tế là tàn khốc như vậy đó, cho nên mấy đồ chơi này mới bị bỏ đi là như vậy. Tôi đi đây. Cô cố à, cô đợi một chút. Để tôi thay đồ rồi cùng đi nha. Con mập mạp, anh muốn tôi đợi anh hả? Anh có biết một tiếng của tôi là bao nhiêu tiền không? Hả? Mau thay đồ đi. Ồ. Bị hư nặng thiệt nha. Sửa không được đâu. Nhưng mà cũng không nên bỏ cuộc sớm như vậy. Sửa xong cũng vô dụng, rồi cũng sẽ hư lại. Ngày mai đem về cửa hàng đồ chơi, ông chủ nhất định sẽ sửa được. Cô tin tôi đi. Con người của anh cũng cố chấp thiệt nha. Món quà này tôi tặng cho cô mà. Tôi cũng không muốn nó bị hư nhanh như vậy. Tùy anh thôi, đi đi. À, tôi mua một ít đồ. Làm ơn. Để tôi trả. Không cần đâu. Hay là để tôi trả tiền sửa đồ chơi. Đã nói không cần rồi mà. 18 đô tư. Còn hứa với bà có được không? Xin lỗi nha, tôi đã nhận điều kiện này thì sẽ không tự nhiên từ chối. Không có gì để nói nữa đúng không? Thật ra tôi đã bỏ uống trà sữa lâu lắm rồi. Sau này không có gì thì đừng tới tìm tôi. Xe của tôi ở phía trước, để tôi đưa anh về. Không cần đâu, tôi đi xe buýt cũng tiện lắm. Ok. Cô cố à, sắc mặt cô không được tốt lắm. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi có một chút mệt mỏi. Tôi đi lấy xe chung cho cô. Không cần đâu, cả xe buýt ở bên kia, tôi tự đi được rồi. Vậy cũng được, tạm biệt. Tạm biệt. Làm ơn, lúc nãy tôi có để quên điện thoại, chắc là ở trên bàn thanh toán. Là cái này. Làm sao tôi biết điện thoại này là của cô? Cô đưa điện thoại cho tôi mở máy cho cô xem. Cô làm gì cũng cẩn thận lắm. Thêm một đô, được thêm một chai. Không cần đâu, tôi không lấy đồ dư thừa. Ông chủ sao rồi? Ừ, bánh răng bị gãy rồi. Ta lại cái mới thì chạy được, nhưng chỗ của tôi không có loại này. Vậy tức là không sửa được rồi. Sai, thay cái bánh răng khác là sẽ cứu được. Vậy phải tìm bánh răng này ở đâu vậy? Hơi khó, sửa đồ chơi này đã đóng cửa rất lâu rồi. Không lẽ không còn cách nào khác thật sao? Cũng là câu nói đó, tìm được cái bánh răng sẽ cứu được thôi. Bỏ cuộc đi con mập mạp, trả lại cái xác cho anh nè. Tôi nhất định sẽ tìm cách sửa lại được. Tùy anh thôi. Đói bụng không? Tôi mời ăn trưa. Hôm nay không được, tôi có hẹn với hàng xóm cũ rồi.
Ok, lần sau. À, cô cố, đợi chút. Hai hôm trước tôi dọn đồ tìm được cái này. Cô xem đây. Anh vẫn còn giữ hả? 96 điểm nha. Quan trọng không phải là 96 điểm mà là cái hình dáng. Tôi thích cái hình dáng này. À, anh thích đóng phân. Tôi cảm thấy rất đáng yêu. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Người bằng nhỏ. Bằng tuổi của cô. Tạm biệt. À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đợi một chút đi. Đeo được không đó, thám tử mù? Được rồi, cảm ơn em nha. Bạn của em hả? Cô gái xem nè. Không được chạy, đừng biết anh. Không được chạy. Đứng lại đó. Nè, không lẽ chết rồi hả? Nếu phải thì tìm chỗ chôn hắn đi. Báo cảnh sát đi. Hay lắm. Cú đá hồi nãy của em cũng quai lắm. Cô cũng không tệ. Lúc nãy nhìn thấy tên biến thái đó mà không hề sợ luôn ha. Quả thân thôi mà, có gì mà phải sợ. Chỉ có một chút xíu thôi, chuyện nhỏ mà. Nói bí mật này cho em biết. Lúc chị viết tiểu thuyết, nhất định phải nhìn trai khỏa thân mới có cảm hứng. Đồ thần kinh thì chứ, sở thích gì kỳ lạ vậy? Cả nhà cô không có ai bình thường hết. Cả nhà chị, hình như nghe nói chúng ta cùng một người ba đó. Vậy tức là em cũng vậy. Nè, chị đã nói bí mật của chị cho em biết. Chơi công bằng, nói lại cho nghe đi. Được. Thật ra là tôi sợ ma. Sợ ma không phải chứ, sao mà yếu vậy? Ai mà không sợ ma chứ. Cho nên tôi không bao giờ ở lại tăng ca quá trễ. Với lại lúc trước tôi nhất định phải đợi chồng tôi về nhà thì tôi mới chịu đi ngủ. Vậy hả? Vậy bây giờ em sao rồi? Tôi còn có một con mèo tên là Mộng. Mèo chỉ sống được mười mấy năm, chết sớm lắm đó. Có cô chết, Mộng cũng chưa chết luôn đó. Xin lỗi, là chị sai, để chị nói lại ha. Mộng vàng tuế, vàng tuế, vàng vàng tuế. Như vậy được chứ? Vậy Haley, gọi chúng tôi tới đây, có phải có lương rồi không? Ừ, lương của tuần này đây, đếm xem đủ chưa? Đủ rồi. Công việc này dễ kiếm tiền thiệt. À Tommy, vậy Haley, cảm ơn hai người đã giới thiệu công việc tốt như vậy cho chúng tôi. Phải đó, thật sự rất cảm ơn. Được rồi, tóm lại là mấy anh cố gắng dạy cho đám nhỏ thật tốt. Sau này cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau hưởng phước. Đây, làm một lon đi. Nào, cạn ly. Cạn ly. À phải rồi, sắp tới tôi sẽ đăng thêm nhiều bài quảng cáo trên Facebook và các trang mạng xã hội. Mấy anh phải làm thật tốt nha, sẽ có nhiều cá lớn tới đó. À phải rồi, lần trước cô nói là có một học sinh chọn môn diễn kịch để thi bài học kỳ, cần tìm người dạy diễn kịch câm. Đã tìm được chưa vậy? Vẫn chưa, không biết đi tìm ở đâu. Thật ra môn kịch câm này rất ít người biết, hay là từ chối đi? Đương nhiên là không được rồi, cái gì cũng từ chối thì làm sao có nhiều khách hàng chứ. Mấy anh mau lên mạng tìm xem có ai thích hợp không đi. Ừ. Tìm được rồi, đây là Johnny Raw. Nè, tôi cũng tìm được một người. Người này đúng là một đại sư kịch câm ha.
Vậy sẽ tham gia không? Dùng cái đầu đi chứ. Ê, có một người biểu diễn đường phố nhìn cũng được lắm. Tìm xem có thông tin gì của anh ta không? Trên đó không có đăng gì hết. Không có. Ê, chị ba tới thăm em tốt bụng vậy sao? Bà ấy vừa mới đi ngang qua đây đem mặt nạ cho em nè. Cổ không có ở nhà chứ? Ừ, không có. Wow, hiệu này là đồ tốt đó nha. Là khách hàng tặng đó, thích thì lấy đi. Cảm ơn chị. Phải rồi, cổ có về sớm lắm không? Không có, dạo này chị bận lắm, chưa tới 12 giờ đêm chưa thấy về. Ôi, hay quá, không cần phải chướng mắt. À, tô mì thơm thiệt đó. Để em làm một tô cho chị. Nè, bỏ thêm miếng thịt hộp với hai trứng chiên nha. Có cần ăn nhiều vậy không? Đói bụng mà, nhanh lên đi. Sao rồi? Đang chụp cái gì hả? Có cần em giúp không? Mấy chữ này khó quá. Vào phòng của chị hai muốn tìm cái gì? Không có. Không có. Không có. Đừng có nhiều chuyện quá. Nấu mì xong chưa? Ô, tại sao chị có hai trứng chiên không có thịt hộp? Lâu nay chị đều không có ăn thịt hộp. Tự nhiên kêu em đi làm, có chuyện lạ nha. Nấu có tô mì thôi cũng nói nhiều như vậy. Có khách gọi, đi trước đây. Nếu không ăn thì em gửi đoạn phim lại cho chị hai coi đó. Đoạn phim gì? Thì có người lén vào phòng của người khác. Ai, đừng giỡn à. Có phải muốn chị với cổ trở mặt không? Không gửi cũng được. Nói, có bí mật gì giấu em? Hả? Chị Grace giúp chị hai tìm đối tượng kết hôn hả? Lạ lắm đúng không? Đúng là có thể so sánh với cái của chị. Vậy tại sao mấy chị đều có nhiệm vụ mà em lại không có? Tư đồ bác không có tìm em hả? Em đã đi tìm anh ta rồi. Anh nói là thời cơ chưa thích hợp, kêu em đợi một chút đi. Chị ba, có phải khi chị hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sẽ được chia rất nhiều tiền không? Có 100 triệu không? 100 triệu cái đầu em đó. Em tưởng ba của mình là Lý Gia Thành hả? Ê, vậy đi, cả đời này hai chị em giúp chị hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ chia một phần cho em. Đồng ý. Vậy khi nào chị đi nhớ gọi em nha. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức suy nghĩ cách giúp chị hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, phải mới nói đó nha. Nhưng mà chị phải nói cho Grace biết một tiếng. À còn nữa, tuyệt đối không được nói cho chị hai của em biết. Được rồi, em đâu có bị khùng chứ. Ê, phải rồi, sẵn tiện chị giúp em hỏi chị Grace phải đi tìm người này ở đâu vậy hả? Chồng của Grace hả? Đã chết rồi mà. Chết rồi sao? Mấy tấm hình này mới đăng lên mấy ngày trước thôi mà. Không lẽ là ma trời. Nè. Chào chị nha. Để em giới thiệu lại chị lần nữa. Em là Cố Song Nhi, Hailey. Em thực sự là rất vui khi gặp lại chị đó chị tư. Dừng lại. Tôi đồng ý cho cô tham gia, không có nghĩa là chịu nhận cô là em gái. Đừng ở đây nhận chị em. Gọi tôi là Grace. Được, em hiểu rồi. Sau này em gọi chị là chị Grace nha. Chị Tư. À, phải rồi. Sao em lại chụp hình chung với Dương Nam đó vậy? Có phải hai người đã... Đừng có nói bậy nữa. Tôi với tình khốn đó không có chút quan hệ gì hết. Ok, ok. Thực ra là em có chút việc cần tìm anh ta giúp đỡ. Không biết là có thể tìm ảnh ở đâu đây? Cô đi tìm ở gần bến cảng Trung Hoàng đó. Nè, cái em muốn biết thì Grace đã nói cho em biết. Em cũng phải có chút cống hiến lại nha. Người này là... À, cái người này là sư huynh hồi đại học của chị hai đó. Lúc trước hai người họ suýt nữa thì ở bên nhau. Nhưng mà chị hai phải tập trung vào việc học nên không có kết quả gì hết. Ráng giữ gìn tấm hình này như vậy, rõ ràng vẫn chưa quên được người đàn ông này. Chỉ là một tấm hình thôi, có cần suy nghĩ nhiều quá không? Quan trọng là người đàn ông này để lại lời nhắn. Nếu như tới năm 40 tuổi em chưa chồng, anh chưa vợ thì chúng ta ở bên nhau nha. Chị hai đã gần 40 tuổi rồi, vẫn chưa có chồng đó. Khổ nỗi là người đàn ông này đã có vợ rồi. Bởi em quen với ảnh hả? Anh ta là người sáng lập của một công ty quỹ đầu tư tư nhân ở Hồng Kông, tên là Diệp Tử Lễ, chuyên làm thu mua và đầu tư, thường xuất hiện trên báo tạp chí tài chính. Ồ, hèn chi nhìn mà anh ta quen như vậy. Nếu anh ta đã lấy vợ rồi, vậy tức là không có phải chân mệnh thiên tử của chị hai.
Dù sao đi nữa, chúng ta cứ chia làm hai đội, điều tra kỹ cho hai người đàn ông này, rồi nghe ngóng tâm ý của chị hai của em, sau đó tiến hành ra quân. Hai người, ở đâu ra một người đàn ông nữa hả? Còn một chàng trai trẻ nữa, chút nữa chị gửi hình cho em. Cô có xe, công việc là rảnh rỗi, cô theo dõi Diệp Tử Lễ đi. Ok, vậy em theo dõi chàng trai trẻ. Gần đây bận lắm, không được rảnh. Được, chàng trai trẻ, cứ giao cho em lo. Gửi tấm hình vậy sao tìm đây? Ít ra cũng biết đó là đàn ông, chị hai đây nhờ mà, đành chịu thôi. Anh vất vả rồi, anh nhảy đẹp lắm. Cảm ơn. Về rồi hả? Tôi có lên mạng xem anh biểu diễn cũng không tệ đó. Nhưng mà phải biểu diễn ở ngoài phố như vậy, tiếc thật. Muốn được xem tôi biểu diễn, trả tiền là được rồi. Chơi ít sao? Như đây thì sao? Rốt cuộc cô muốn sao đây? Muốn anh hợp tác với tôi, cùng nhau làm ăn lớn, hứng thú không? Không. Bản thân tôi có một nhóm chuyên phụ đạo thêm cho con của các gia đình giàu có. Đúng lúc cần một người dạy kịch câm, anh chính là lựa chọn tốt nhất. Muốn mời tôi sao? Tôi đắt lắm đó, cô trả nổi cho tôi không đi? Sảng khoái. Anh dạy một lớp, số tiền anh kiếm được so với mỗi lần anh biểu diễn là gấp 3 lần đó. Sao cô biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền? Mỗi lần anh biểu diễn có mười mấy 20 người vây quanh, mỗi người cho 20 đô, 10 người anh được 200 đô. Coi như là có một hai người thưởng cho anh 100 đô đi, nên nhiều nhất cũng là 500 thôi. Còn hợp tác với tôi trả cho anh 1.500 đô một tiếng, thế nào? Có cá tính đó, tôi thêm 500, 2.000, chốt giá cuối 3.000. 6.000, tôi sẽ nghĩ tới việc hợp tác với cô. Hay lắm. Hay quá, hay cảm ơn. Xin cho tôi thêm một tràng pháo tay. Có muốn nghe câu chuyện vui hơn không? Muốn. Biết thưởng thức. Được. Cuối cùng tôi sẽ tặng cho mọi người câu chuyện về hai miếng bánh tổ. Có một miếng bánh tổ tên là Peter và miếng bánh tổ khác tên là Mary. Bởi vì hai miếng bánh tổ dính lấy nhau quá lâu, muốn tách nhau ra, nhưng mà bởi vì đã ở bên nhau quá lâu cho nên muốn chia tay cũng không phải dễ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, Cuối cùng cũng tách nhau ra. Ý, tách ra được rồi. Yeah, bắt tay nào. Và lúc này thì lại dính vào nhau nữa. Ê, mình chịu xuất hiện rồi hả? Để tôi coi. Chà, qua một thời gian ra dáng đàn ông rồi đó. Khi nào mới chịu lên sân khấu biểu diễn? Hôm nay tôi tới chỉ muốn ngồi đây uống ly rượu thôi. Ồ, chuyện nhỏ. Để tôi mời cho nè. Ừ, anh uống gì? Cô Diana, cảm ơn. Hả? Từ khi Diana qua đời, không có biết pha cô Diana, ngay cả trên menu cũng không còn nữa. Tôi thực sự rất nhớ mùi vị của cô Diana. Chuyện lạ à nha chị hai. Chị không cần làm việc sao? Rảnh rỗi ngồi đọc báo vậy? Chị đang đợi em mà. Đợi em hả? À, chắc là làm việc mệt quá. Để em massage cho chị ha. Ra đứng trước mặt chị. Hôm qua có người tới đây đúng không? Đâu có. À, em nhớ ra rồi. Bạn trung học của em, Kitty, đến đây tặng em hai hộp mặt nạ. Nó nói nhiều nghệ sĩ Hàn đều dùng loại này đó. Em lấy cho chị thử ha. Xem ra chú Đức phải nghỉ hưu sớm rồi. Chú Đức nào vậy? Chú Đức bảo vệ dưới sảnh.
Ông ấy nhìn nhầm Kitty thành chị ba của em. Cho dù không nghỉ hưu chắc cũng phải làm lại bộ kính lão rồi, có đúng không? Ai phải đó, làm có bộ kính lão mới cũng rẻ thôi mà, vậy cũng tiếc tiền nữa thiệt tình. Em không cố ý muốn gạt chị đâu, em sợ chị không vui thôi. Nói lên đây làm gì? Chị đem hai hộp mặt nạ cho em đó. Rồi sau đó? Sau đó em nấu tô mì cho chị ăn. Chị hả? Ăn xong nói phải gấp đi làm, còn không thèm rửa chén nó bỏ về rồi. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Nó có tới đây thì tới thôi, đâu cần phải gạt chị. Yes madam. Ê bà tính ra, lâu rồi em không thấy con robot đó. Chưa gì đã chơi chán rồi sao? Hư rồi, mới đem đi sửa. Cũ như vậy có sửa được không đó? Người ta nói sửa được thì để người ta sửa đi. Có phải người bà khác phái đó không? Khi nào giới thiệu cho em biết vậy? Em đừng có nhiều chuyện gì nữa nha. Sao hả? Tìm được thông tin gì chưa? Em đích thân xuất chiêu, sao lại không có thông tin được chứ? Vậy hả? Hỏi được gì vậy? Thì ra chàng trai trẻ đó là học trò cũ, thường được chị hai dạy kèm. Tên là Trương Văn Hào, Aiden, là một nhà vật lý trị liệu, còn biết chơi đấu kiếm nữa đó. Chút nữa em gửi địa chỉ kiếm xá cho chị nha. Được đó. Mà xin lỗi nha chị ba, chút nữa em còn bận đi dạy đàn, hay là chị đi tìm anh ta trước đi. Hả? Chị đang theo dõi dịp tử lễ mà. Ok, để chị nhờ Ray tới đó. Ok, bye. Bye bye. Alo, có manh mối nè, chàng trai trẻ. Bây giờ tôi không có rảnh. Chị đang theo dõi nhân tài tài chính, làm sao phân thân được? Vậy có manh mối gì chưa? Canh cả buổi sáng vẫn chưa thấy xuất hiện. Thì đó, cô ở liền một chỗ đâu có tác dụng gì, cô tự giải quyết đi nha. Nè, nè. Không phải chứ. Có bị gì không vậy? Tự nhiên la làng cái gì? Xin lỗi cô nha, làm cô sợ rồi. Hồi đấu kiếm chúng tôi là như vậy đó. Người nào người nấy như bị ma nhập vậy. Hai. Cô tìm ai sao? Phải, tôi tìm anh đó. Tìm những cao thủ đấu kiếm nha anh. Cô từng chơi trước đó chưa? Cao thủ chơi bao lâu rồi? Từ lúc học đại học cũng chơi nhiều năm rồi. Wow, tạo hình của anh ngầu như vậy, nhiều người thích anh lắm đúng không? Không để ý nữa. Thực ra đấu kiếm có kiếm liễu, kiếm chém và kiếm ba cạnh. Cô muốn học loại kiếm nào? Vậy anh chơi loại kiếm nào? Kiếm ba cạnh. Kiếm ba cạnh có nặng lắm không? Cho tôi mượn chơi thử. Nè, nè, không phải vậy. Cô phải đặt tay như vậy. Ngón tay thì phải đặt ở đây. Wow, anh dịu dàng đẹp trai như vậy, chắc có nhiều bạn gái lắm hả? Không có. Không có. Vậy tức là đang độc thân rồi. Anh thích mẫu phụ nữ thế nào? Hả? Chị Thanh, sao cô lại ở đây vậy? Ấy, tôi tới đây tìm cô đó. Hai người quen biết nhau sao? Nhưng mà sao cô biết tôi luyện kiếm ở đây mà tìm vậy? Vừa đi vừa nói. Bye cao thủ. Thì ra là cô muốn giúp Ray hoàn thành nhiệm vụ hả? Ừ. Nhưng tại sao hai người lại chọn Aiden vậy? Vì tôi biết dạo gần đây cố Linh Sang và Aiden hay đi với nhau đó. Hả? Sao lại như vậy được? Họ quen nhau lâu lắm rồi hả? Họ hay đi chung với nhau. Vậy thì đã sao chứ? Độ tuổi của họ cách nhau một khoảng, tính cách cũng không giống nhau cho lắm, sao mà thành đôi được? Nè, đừng có hỏi tôi hoài vậy chứ. Cô trả lời tôi đã. Cô biết anh ta lâu lắm rồi hả? Thì cũng hơi lâu. Lúc tôi mới vào kiếm xá chơi đấu kiếm đã quen biết anh ấy rồi. Ồ, vậy con người anh ta thế nào? Có đa tình không? Trai tốt hay trai xấu đi? Con người của ảnh tốt bụng lắm, rất tốt với mọi người đó. Hả? Vậy người phụ nữ đó có lời rồi. Ê, thôi kệ đi. Vậy anh ta có bạn gái chưa? Theo như tôi biết thì ảnh vẫn chưa có bạn gái. Nhưng mà, chị Thanh à, làm sao cô biết Aiden có cảm tình với luật sư cố vậy?
cô phải tìm hiểu cho rõ mới được nha. Cô thân với anh ta, hay là cô giúp tôi tìm hiểu cho rõ đi hả? Cùng lắm tôi mời cô uống ly nước, hả? Ờ. Lúc nhận tiền hàng nhớ phải hỏi khách hàng có cần mua thêm hàng giá khuyến mãi không, biết chưa hả? Miệng của cô là vậy đó, giống như bắt ốc vít vào, lấy tôi vít cậy ra cũng không biết mở. Cô có biết chi nhánh cửa hàng đối diện chúng ta đông khách lắm không? Cô làm ơn á, tỏ ra siêng năng một chút đi, đừng có lười như vậy nữa. Cô có muốn trả thêm 5 đô lấy hai gói kẹo không? Còn bao nhiêu gói tôi giúp cô mua hết. Nè, mời sư huynh của cô ăn, nhớ hỏi thăm giúp tôi nha. Bao nhiêu tiền? 86 đô một xu. Cô lấy bột xốp không? Thêm 5 xu. Không cần đâu, cảm ơn. Cảm ơn. Gọi chị tới đây làm gì? Không, muốn hỏi câu hỏi thu hoạch được những gì thôi. Thì ra em vẫn còn hứng thú hả? Chị còn tưởng em bận tới nỗi không nhớ gì nữa chứ. Cô nói vậy là ý gì chứ? Cảm thấy bản thân mình ngu ngốc. Người ta không nôn nóng, còn chị thì bỏ cả công việc để chạy cả hai đầu. Em nói thật đi, em không muốn chơi tiếp nữa sao? Phải thì phải lên tiếng, cùng lắm thì giải tán thôi. Tôi thật sự không rảnh được mà. Bộ chị rảnh hả? Chị cũng phải đi làm thôi. Sao vậy? Là giả vờ bệnh hả? Không phải tôi, là mộng. Mèo của em. Tôi mới đưa nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói nó bị suy thận cấp tính. Sao đột nhiên dữ vậy? Xin lỗi nha, sao em không nói cho chị biết sớm? Tôi thật sự không muốn mộng có chuyện đâu. Hiên đã rời bỏ tôi rồi, tôi không muốn mất luôn cả mộng. Hey, em nhìn nó kìa, đôi tay dài như vậy, đôi mắt cũng rất tinh tường, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi hả? Cô an ủi tôi hay là nói cho có vậy? Chị chỉ không muốn thấy em buồn thôi. Hồi nãy cô lên đây không phải muốn tính sổ với tôi sao? Lúc xong vào đây nhìn khí thế lắm mà. Tiếp tục đi. Thì tại chị không biết mộng bị bệnh mà, phải không? Ý, thì ra em cũng có xem truyện tranh hả? Đó là bộ truyện quý báu của chồng tôi, tôi không nỡ dứt. Sao vậy Linh Khinh? Em có sao không? Bên anh em không cần phải lo, anh sẽ tự xử lý. Còn em, cần giúp gì cứ lên tiếng. Giúp gì vậy? Em vẫn chưa biết sao? Nói mau đi. Anh gửi cho em đường link. Đó là chị. Ừ. Có Thành Đồng có vào phòng chị không? Không có. Không có. Sao đồ đặt trong phòng chị bị xê dịch? Không biết nữa. Có khi nào như lúc em nấu mì chị ba đã. Một từ thôi. Có hay không? Nói. Tôi cho cô cơ hội giải thích. Giải thích gì chứ? Bị điên hả? Cô làm những gì chỉ có cô biết. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Nè, bản thân làm sai còn nổi giận với tôi. Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Còn cô? Nói thì nói, đem mặt nạ tới nhà tôi, thực chất vào phòng để lục lọi. Còn cô dùng để giấu ma túy hả? Hay là nuôi ma nhỏ? Vậy cũng phải, làm nhiều chuyện thất đức như vậy, dĩ nhiên sợ người khác vào phòng. Tôi giỏi chế bê tông chặn phòng luôn đi. Tấm ảnh trong cuốn sách thứ 5 nếp từ trái qua, hàng thứ 3 nếp từ trên xuống, ở cửa sách gần cửa sổ, bị để ngược. Rõ ràng đã có người đụng vào. Tôi không biết cô đang nói gì. Ngoài việc ăn trộm, cô còn biết làm những gì nữa? Vậy cô thì biết làm gì? Giỏi nhất là cướp chồng người ta. Thế giới tình cảm căn bản không có đúng sai, là nhu cầu riêng của mỗi người. Chỉ cần hai người hiểu rõ giới hạn của đối phương, những người khác không có tư cách gì phán xét. Dĩ nhiên không có tư cách rồi. Từ nhỏ tới lớn cô đều là thái thượng hoàng mà.
chỉ có cô được lên tiếng. Những gì cô nói là thánh chỉ, không ai có thể phản đối được mà. Tôi không cho cô nói hồi nào hả? Cô bất mãn chuyện gì cứ nói, tại sao lên nhà tôi lục lọi chứ? Điều tôi thấy bất mãn nhất đó chính là cô luôn thấy ngứa mắt với tôi, cảm thấy tôi làm cô mất mặt trước mặt bạn học của cô. Cô cũng không dám thừa nhận em gái này. Đó là vì cô tự ti nên mới cảm thấy người khác xem thường cô. Cô nghĩ nhiều rồi. Vậy còn ba? Ba tốt với tôi, tại sao cô phải ngăn cản? Tôi ngăn cản thế nào? Vào năm 8 tuổi, ba tặng cho tôi một chiếc khăn choàng cổ làm quà sinh nhật. Ngoảnh mặt đi, cô đã đem dưới thùng rác. Cô còn nhớ không hả? Tại sao phải nhận đồ của người đó tặng hả? Người đó chính là ba của chúng ta mà. Ba tôi tốt với tôi có gì sai hả? Có vấn đề gì chứ? Hay là cô đố kỵ, cô ganh tị? Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với cô nữa. Được, được. Vậy không nói ba, nói cách cô đối xử với tôi đi. Lúc nhỏ thành tích học tập của tôi không tốt, má còn chưa lên tiếng nữa. Cô đã làm ra dễ chị hai, ném hư máy chơi game của tôi, dứt hết truyện tranh của tôi. Cô nói đi, cô có làm không? Vậy cô có tự hỏi bản thân tại sao lại thi tệ vậy không? Không chịu kiểm điểm bản thân mà trách người khác không đối xử tốt với cô. Tôi thừa nhận tôi không phải là nhân tài học hành, nhưng cô không hẳn là muốn tốt cho tôi. Chẳng qua là cô bị má ép dữ quá, cô không dám phản kháng nên cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi nhịn không nổi, cô đã giải tỏa lên người tôi. Cô thật là biến thái mà. Thì ra cô nghĩ tôi như vậy hả? Tôi đã quá xem trọng trí thông minh của cô. Tôi không muốn cãi tiếp với cô nữa, không thôi tôi cũng ngu theo cô. Con người cô là vậy đó, ý bản thân mình học giỏi thì xem thường người khác, cảm thấy người khác làm gì cũng sai. Tôi thì rất muốn nghe thử bao nhiêu năm nay cô cảm thấy cô đã làm đúng những gì. Đúng là tôi làm sai rất nhiều chuyện, nhưng không đồng nghĩa gì cô làm chắc chắn là đúng. Cô đã làm gì tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Cô muốn nhắc lại năm cô 16 tuổi cho gì? Dù cô muốn nói cô đại nhân đại nghĩa và tốt với tôi thế nào, trong thâm tâm tôi, cô mãi mãi là một người máu lạnh, đen tối và không màng sự sống chết của người khác. Tôi hy vọng chút nữa cô ra đường lập tức bị xe tông chết. Cho dù không bị xe tông chết, cũng hy vọng cô giống như má, suốt đời phải ngồi xe lăn, cô nghe không? Đánh đi. Cô không còn gì để nói hả? Cô là luật sư mà, ăn nói hay lắm mà. Nói đi. Bởi vì tôi không có người em như cô, sau này cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô làm sao vậy? Không có tập trung cái gì hết. Xin lỗi thầy Kiên. Lãng phí thời gian của tôi. Xuống dưới chợ bộ 10 vòng và không đủ cho đường lên tay. Dạ rõ. Ê, được rồi. Hai. Thầy Thạch kẹt xe tới trễ nên tôi xuống đây chạy bộ luyện hơi thở. Phải rồi, tôi thấy anh mặc bộ đồng phục đó rồi, hợp lắm đó, nhìn đẹp thiệt. Có phải anh mới sửa lại không? Có đó. Anh mới sửa thiệt hả? Hèn gì đẹp như vậy. Bộ đồng phục của tôi hình như sửa không được đẹp lắm, tôi muốn sửa thêm một chút. Vô ích thôi. Hả? Đừng tốn tiền như vậy. Phải, vậy anh kêu họ tới trước 10 giờ sáng ngày mai nha. Vậy đi. Ý, anh nãy giờ nói chuyện điện thoại hả? Sao cô lại ở đây vậy? Tôi xuống chạy bộ cho nóng người thôi. Hồi nãy cô có nói gì với tôi sao? Tôi chỉ tâm sự với áo quần vớ giày của anh thôi mà. Vậy cô tâm sự xong chưa? Họ bất lịch sự thiệt đó, không thèm đếm xỉa tôi. Cô uống gì không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lần trước anh mời tôi uống nước cam, lần này tôi mời lại anh ha. Lần trước? Ừ. Cảm ơn. Phải rồi, hồi nãy anh nói có chuyện muốn hỏi tôi mà. Chuyện gì vậy hả? Cô làm luật sư thực tập ở văn phòng luật sư mà. Ừ. Anh muốn mướn luật sư sao? Là gì? Tôi có người bạn luật sư bị người ta tung ảnh đời tư lên mạng, hơn nữa lại còn là tin xấu nữa. Không biết có ảnh hưởng tới việc làm ăn của cô ấy không? Chào buổi sáng sư phụ. Nhà của cậu đây à? Dạ xin lỗi, tôi tưởng hôm nay cô không trở về đây nữa. Tôi rõ ràng đã nhắn tin báo cô biết ba cuộc hẹn sáng nay trưa chiều đều đã bị hủy rồi. Tôi về đây là để tìm hiểu thử sao ba cuộc hẹn bị hủy cùng một lúc. Chuyện là như vậy.
bà sư thì nói đột nhiên cảm thấy sư phụ không thích hợp cho lắm. Rồi giáo sư Dương thì nói là thật ra dù cô ông ta không cần phải gấp. Chu tổng thì nói vợ ông ấy đột ngột thay đổi một luật sư khác. Thật ra tôi không hiểu những người này đang nghĩ cái gì nữa. Làm được việc là được rồi, cần cuộc gì hẹn phải... hôm nay bị quỷ thì cậu rảnh như vậy. Vì những cuộc hẹn sắp tới thì sao? Cậu xác nhận lại chưa? Tôi lập tức làm liền. Sư ông. Ellison. Sư phụ. Sao rồi? Con không sao chứ? Má con cằn nhằn con cả buổi sáng rồi. Tới lượt thầy hả? Vậy con bảo trọng nha. Cô có sao không? Không có chuyện xấu, chỉ có tâm trạng xấu. Tôi tin chuyện gì cũng có hai mặt. Nếu cô muốn tìm người tâm sự, tôi rất hoan nghênh. Cô bảo trọng.若被消失结局，悲伤就不能继续。还说相遇才会是，相识总会相遇，到底怎么才一直相爱？有谁能保证这没有伤害？我看着你，爱着你，如今如何活在眼前？